OK, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh bình luận Riaki và video này để nói về drama. À, OK, thì chúng uh, ta đã được biết là trong uh, cái FIFA World Series chung kết uh, FIFA World Series C hay trong 4 vừa qua thì uh, sau sau khi chung kết diễn ra, nó có rất nhiều các câu chuyện uh, liên quan, câu chuyện của Hua Sport và AG, câu chuyện của uh, heavy câu chuyện của cao esports rất nhiều câu chuyện nó đã diễn ra và trong đó thì chúng ta được biết là đây là một giải đấu mà cao esports họ chơi không thành công đấy cao esports chơi không thành công và họ chỉ dừng chân ở vị trí top 12 thôi và bắt đầu từ cái chuyện mà cao esports nằm ở vị trí top 12 ấy, thì nó bắt đầu dẫn đến đó là một cái tranh cãi trên mạng của hai bạn là huấn luyện viên một người thì là huấn luyện viên của WG trước đây Đấy, <laughs> huấn luyện viên WG mùa trước và một bạn là theo theo thông tin theo thông tin mà được cung cấp thì có nắm giữ vai trò uh, huấn luyện hỗ trợ cho cao Spawn mùa này thì nói chung là hai bạn cũng có lời qua tiếng lại ở trên mạng xã hội trên tiktok và tất nhiên là khi mà tôi nói thôi thì tiktok là một cái mạng xã hội nguy hiểm đấy là lý do vì sao mà tôi không dùng tiktok và khi mà một câu chuyện được đưa lên tiktok ấy thì nó sẽ bắt đầu phát triển thành vô số thành tỷ thứ câu chuyện khác nhau và nó sẽ nó sẽ không mạng lại một cái kết cục tốt đẹp cho ai cả đấy tôi điều ấy tôi phải khẳng định các bạn như vậy tại vì chính bản thân tôi hồi đầu năm đấy cũng có những cái tô xích hướng tới tôi ở trên tiktok và cũng rất là phiền và nói chung là tôi tôi không dùng mạng xã hội đấy tôi không quan tâm lắm đấy nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là có những câu chuyện trên mạng xã hội và nó bị bóp méo đi theo nhiều chiều khác nhau và mỗi người họ sẽ muốn hiểu theo một cách khác nhau đấy, đầu tiên thì nói về câu chuyện của Gary Sport và vai trò của huấn luyện viên của Gary Sport thì theo tôi như thế này Gary Sport thật ra mùa vừa rồi họ tiến bộ hơn so với mùa trước đấy chúng ta phải nhìn vào câu chuyện là Gary Sport mùa vừa rồi họ tiến bộ hơn so với mùa trước rất là nhiều cả heavy của Gary Sport đều rất là tiến bộ và Gary Sport họ cũng có những cái thay đổi ví dụ như mùa trước chúng ta thấy là Gary Sport họ không vào, vào trong top 12 họ bị loại ở vòng bảng của FIFA World Series Spring sau đó đến mùa này thì họ đã tương đối chắc suất đấy họ đã chơi rất chắc suất tại vòng bảng của FIFA World Series 2024 uh, thì thứ nhất đó là một sự tiến bộ của họ thứ hai là các thành viên họ mùa này giao tranh rất tốt có một thời điểm mà Gavi Sport họ bị uh, lệch bị khớp với Meta uh, các thứ nhưng mà họ vẫn tìm cách xử lý được và họ vẫn tạo ra được những cái trận đấu có rất nhiều mạ gục và rất đẹp mắt và cho đến trước khi mà meta đổi từ ob 45 sang ob 46 ấy thì gao sport là một trong đội bắt meta rất tốt và ba tuần thi đấu tiền gao sport thành tích rất là ok đấy ba tuần sau thì có những cái rắc rối có những cái vướng mắc nhưng mà họ cũng đã thi đấu rất là ổn đấy và đến chung kết thì vòng tăng tốc thì gao sport làm tương đối ổn đấy thì và họ là team việt nam duy nhất có điểm cộng thì đó là những thứ tích cực mà chúng ta nhìn vào vị trí của Gavi Sport Thì chắc chắn là thứ nhất là Galway Sport có những cái sự thay đổi liên quan thành viên Thứ hai nữa là đội huấn luyện Đấy, về mặt huấn luyện thì Galway Sport họ cũng là một đội chơi có kỷ luật hơn và chơi cũng tốt hơn Nhưng có những cái yếu tố khách quan mà khiến Galway Sport không thể chơi tốt trong lượng kết Ví dụ như là Tôn bị ốm nặng và buộc phải thay ra Đấy, và không thể tiếp tục thi đấu được Uh, đấy là một trong những người rất quan trọng tất nhiên là ti thì là một trong những người mà anh ta bắn rất tốt nhưng uh, để chơi trong trận chung kết thì sẽ cần một người mà có cái tâm lý nó vững như là tôn vì tôn đã bắn rất nhiều các trận chung kết rồi bắn rất nhiều các sân khấu lớn rồi thì đấy là đấy là một số những cái yếu tố thứ hai nữa là trong trận chung kết thì mọi thứ các diễn biến nó diễn ra nó không có lợi dành cho cao esports đấy, nó không có lợi dành cho cao esports và các cái chiến lược mà cao esports thực hiện trong 6 ván đấu nó không hiệu quả nhiều người cứ nghĩ là 6 ván đấu nó dài nhưng mà thực ra thì với các tuyển thủ 6 ván đấu rất ngắn và cái đội nào làm sao mà họ duy, duy trì được cái lối chơi và họ phát triển được cái lối chơi tốt nhất ở trong 6 ván đấu đó thì họ sẽ có được lợi thế. Huawei sport họ họ uh, có một ván đấu thăng hoa rồi WAG có ván đấu thăng hoa và những ván đấu còn lại chơi ổn định thì họ mới có suất để đi đến Brazil. Thế câu chuyện mà giành vé đi đến Brazil của câu chuyện rất là khó và nhiều người cứ bảo là mùa này là mùa thất bại của Gabi Sport cá nhân tôi không đánh giá như vậy. Thứ nhất họ vẫn giữ được suất cho Vivo Series C hay năm sau. Đấy, thứ hai là họ vẫn đang có một đội hình mà có thể phát triển tiếp được với sự bắn chắc tay từ Dayan, sự xuất sắc đến từ Tôn và những thành viên mới như là Ti và Dimin cũng có sự thể hiện rất là ok. Đấy, thì nhiều người bắt đầu nhưng mà vấn đề là có nhiều bạn bắt đầu lên mạng xã hội bắt đầu tô xích Đấy, nói rằng là Cao Sport nằm ở top 12 nọ kia, thì thật ra thì Cao Sport họ cũng đồng hạng từ top 9 đến top 12, coi như là top 10, top 11, top 12 cùng với AG, và các bạn biết AG Global là một đội cực mạnh, Đấy, AG Global của Dew, của Sypha, của Stop Caramel và họ có một đội ngũ huấn luyện viên cũng rất là hoành tráng đấy Biki và Kasama đều là những huấn luyện viên quản lý rất dày dặn kinh nghiệm họ từng có cúp quốc nội cúp quốc tế với XP Sport trước đây và bây giờ là AG Global mà họ vẫn thất bại trong giải đấu này đấy thì cái chuyện mà Cao Sport thất bại là chuyện bình thường đấy, thứ nhất là các bạn đừng có bi kịch hóa và các bạn đừng có ở Việt Nam chúng ta bị một cái là những cái đợt uh, WAG mà nằm ở tối 12 ấy ở sea spring ấy tôi cũng có lên tôi có nói là đợt, đợt đấy thì đợt đấy thì tôi và wag bwag họ kêu là cấm các bạn sử dụng hình ảnh của họ à, cái vụ drama cụm thử nhạy cảm ấy nên thật ra đợt đấy tôi không nói nhưng đợt đấy là một đợt mà tôi đã làm hẳn một cái video để tôi phân tích là thật ra lối chơi wag thì không phải là không ổn nhưng nó không phù hợp với trận chung kết và có những cái vấn đề khách quan làm cho wag thì nó không thành công và tiếc là đợt đấy thì do là cái drama với bên wag bởi vì cái câu chuyện đấy nó bị một số người họ thổi theo một số hướng khác để có lợi cho họ thì nó không thực sự là thì thì tôi không lên được cái video đấy video cuối cùng tôi xóa đi bây giờ có đăng lại thì nó cũng không phù hợp với cả thời điểm nữa đấy nhưng mà thực tế là cái chuyện mà chúng ta nằm ở top 12 em trận chung kết nó chẳng có cái gì để mà để mà phải chê trách cả nó có rất nhiều yếu tố khác nhau và chỉ đơn giản là các đội khác họ cũng là những đội rất xuất so sắc đã đến trận chung kết thì làm gì gom nào yếu mà trong khi khu vực Đông Nam Á là khu vực khắc nghiệt nhất ở trong cái giải Free Fire này, các đội mạnh nhất thế giới là toàn tập trung ở Đông Nam Á hết. Đấy. thì chúng ta thấy rằng là, là cái chuyện mà nằm top 12 nó không phải câu chuyện đáng để tô xích, cái chính là chúng ta phải nhìn lại cái câu chuyện ở cả mùa giải. Tuy nhiên thì có nhiều người ở trên mạng xã hội đấy họ lợi dụng những cái câu chuyện à đội này đội kia top 12 à, đội này đội kia để mình vào mình tôi xích để vào mình chửi chửi để làm gì chửi cho sướng cái mồm thôi <laughs> tại vì thực ra cộng đồng tôi thân được các bạn nhé là cộng đồng fifa không có nhiều kiến thức về esports thế nên là Với về cơ bản là sẽ không thể nói chuyện lý lẽ với cả cộng đồng fifa đấy phần đông cộng đồng fifa việt nam của chúng ta cộng đồng fifa việt nam người ta phần đông cứ cho 80% mươi đi là không có kiến thức về esports không hiểu những thứ đã đang diễn ra không hiểu những yếu tố đang diễn ra về giải đấu không hiểu cách hoạt động các giải đấu hôm trước tôi có làm một video pressing về cái vụ đấy rồi đây. Đấy, nhiều người phần đông các bạn là không hiểu cách thức diễn ra của một trận đấu như thế nào, không hiểu về các yếu tố huấn luyện, không hiểu về các yếu tố chủ quan và khách quan trong thi đấu, không hiểu được các yếu tố chiến thuật, mà cũng không hiểu được các bạn. các bạn chỉ xem để các bạn xem kết quả thôi. nhiều người chỉ là xem kết quả thôi. và những cái bạn như vậy đến đến bây giờ nhiều ông vẫn còn hỏi là đội này đội kia tại sao không bắn giải này giải kia, có biết gì đâu. đến giải thì xem gọi là theo phong trào và thấy à, à đội à, A đội B của Việt Nam mà nằm ở vị top 11 top 12 thì kém. Đấy, thì bảo đội này bắn kém, trình thấp, nọ kia, huấn luyện viên cùi. À, kiểu như vậy. Và nó dẫn đến là phong trào tô xích. Thì cái phong trào tô xích này ở trên YouTube này chúng ta thấy nó ít hơn. Tại vì trên YouTube này thì à, những người mà sử dụng YouTube thì họ cũng phải có một độ tuổi nhất định. Nhưng mà trên TikTok thì nhiều lắm. Trên TikTok thì rất là nhiều luôn. Và thực ra thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là ở ừ thì thôi, nếu mà fan hâm mộ thì Nếu là fan hâm mộ Thì họ à, Nói gì tùy Nhưng mà ví dụ như Ở vị thế là một KOL Hoặc là một gọi là huấn luyện viên Mà chúng ta có những cái Lời Chúng ta có những cái um, Thông tin mà Hướng đến một cá nhân khác Mà có thể đưa cá nhân đấy vào một câu chuyện bất lợi Thì theo tôi nghĩ là không nên theo tôi nghĩ là không nên. chúng ta thì ừ, thật ra thì uh, chúng ta cũng uh, nếu mà lên TikTok ấy thì các bạn biết là có Đác thì thật ra Đác là một người cũng rất là giỏi. Đác là một bạn rất là giỏi, rất nhiều kinh nghiệm, một huyền thoại. đấy thì trong vài hôm vừa rồi thì Đác cùng với cả huấn luyện viên Allen của uh, bên Gao Esports không biết là bạn đây có phải là là huấn luyện viên không nhưng đại khái là hai bạn này có những cái lời qua tiếng lại. Thì phía của Hải Allen thì tôi biết là bạn ấy cũng có xóa video đi rồi Đấy, còn các video của Dark thì vẫn còn ở đây Mà cái câu chuyện của Dark nó leo thang Tức là khi khán giả muốn, khán giả trên TikTok thì họ rất là Khán giả ở trên TikTok thì họ rất là tập mạch Họ rất là tò mò Và họ cứ khơi chuyện ra thì Dark lên liên tục rất nhiều các video Đấy, và trong những video này có những video mà cũng khai thác những câu chuyện khai thác những câu chuyện gọi là đằng sau Đấy, khai thác những câu chuyện đằng sau của về uh, vị huấn luyện viên của Gary sport về hải Lần và từ đó thì tất nhiên rồi đôi khi ở trên đôi khi ở trên tiktok ấy người ta chỉ cần một vài lý do để người ta pressing nhau tôi nghĩ là có thể là cả Dark và hải Lần các bạn ấy có những cái vấn đề cá nhân với nhau Đấy, nhưng mà nhưng mà nói thật là những cái chuyện tranh cãi drama như này Nếu nó nằm ngoài tính chuyên môn Nếu như các bạn này bàn luận với nhau Về một tình huống cụ thể Các thứ thì được Còn nếu như mà đưa nó vào câu chuyện công kích cá nhân Thì thật ra là Cũng chẳng ai có lợi cả Mà các bạn biết là có lợi nhất là ai không Là những cái anti fan ấy Họ sẽ cảm thấy là những cái câu chuyện này Nó là những cái drama này Nó thú vị và những drama này Nó là thứ Mà người ta tìm kiếm tôi tôi không tôi tôi là một người mà tôi rất ghét cái chuyện là chúng ta thúc đẩy cái drama và sau khi mà thậm chí là đác đi xa hơn đác có những cái tố cáo về chuyện là hải Allen có những cái hành động mà nó vượt qua cái quyền làm việc của bạn ấy thì sau đó thì hải Allen cũng có vào đây đính chính một số những thông tin đấy ví dụ như là À, về câu chuyện là được xem uh, bản ops được xem bản pc client để xem lại replay thì hải Hà có giải thích nhưng tất nhiên là cái giải thích phần giải thích này của hải Hà tuy là nó dài nhưng tôi không nghĩ là nhiều người đọc được quay trở lại câu chuyện của chúng ta là quay trở lại câu chuyện là vậy thì những cái tranh cãi này thực sự có cần thiết hay không và những cái tranh cãi này cho đến cuối cùng thì nó để làm gì tôi nghĩ là những cái tranh cãi này vì cơ bản nó chỉ để thỏa mãn cái nó thỏa mãn cái uh, cá nhân của mỗi người thôi thỏa cá nhân của mỗi người thôi và mỗi người thì đều muốn rằng là mỗi người đều muốn rằng là có một cái vị thế nào đó một cái vị trí nào đó trong lòng người âm mộ nhưng mà điều đấy cá nhân tôi nghĩ rằng là nó nó không quan trọng đâu tại vì đến một lúc nào đó đến một lúc nào đó các bạn nên hiểu rằng là chúng ta có bao nhiêu người yêu thích chúng ta sẽ có bấy nhiêu người ghét chúng ta và nó là một câu chuyện tự nhiên ví dụ như bản thân tôi như thế các bạn biết là tôi tôi làm free fire tôi làm streamer làm youtuber free fire sáu bảy năm trời đến bây giờ tôi chưa bao giờ làm một con tay nào bẩn thật sự các bạn như thế chưa bao giờ tôi làm một con tay nào bẩn các bạn cứ xem lại trên kênh Riaki Gaming đi. Đấy, kênh Riaki Gaming của tôi tôi làm tôi làm bây giờ bây giờ tìm ra kia minh của không ra đấy đây kênh này của tôi bây giờ nó bị tụt sắp rồi bây giờ nó bị tụt sắp rồi đây kênh này của tôi 1,99 triệu người đăng ký lúc cao nhất là 2,02 triệu tôi nhớ như thế 4.558 video thật ra nhiều hơn đấy nó phải cỡ khoảng 4.800 mà tôi xóa bớt hoặc là một số cái nó bị ẩn 1 tỷ 183 triệu view đấy và chưa bao giờ tôi làm content bẩn nhưng mà tôi vẫn có nhiều anti fan, vẫn có nhiều thằng vào chửi tôi, vẫn có nhiều bạn vào chửi tôi. Cái đấy thì chắc là mọi người đều biết vẫn có nhiều ông anti vào chửi mình. Và bởi vì sao? Nó là một sự tự nhiên. Nhưng mà Đấy và và có những người họ vẫn bảo là tôi uh, dắt mũi cộng đồng giả danh yêu Y Esports để chửi uh, nãy kia, nọ kia. Đấy, và thậm chí là các bạn nhớ đợt đầu năm cái vụ drama cụm từ nhạy cảm không? rất nhiều người vào chửi tôi, kêu là thằng Ryaki toàn làm content bẩn, toàn làm content linh tinh, không có giá trị gì cho cộng đồng. đấy, thì các bạn hiểu là trong cuộc sống ấy sẽ luôn có những người thích chúng ta và có những người ghét chúng ta và luôn sẽ có những ý kiến trái chiều. nhưng mà cá nhân tôi thì tôi không thích cái chuyện mà những ý kiến trái chiều được sử dụng để chống lại ai đó thì cái vụ mà giữa thật ra tôi 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 vẫn nghĩ là cả WG Dark và Hải Allen đều là các bạn huấn luyện viên và đều là đang là những người đang cống hiến đang đóng góp cho cái eSports FIFA này và đấy là điều điều quan trọng chúng ta có chúng ta làm gì nhiều huấn luyện viên đâu nếu mà coi DNP huấn luyện viên ta có một huấn luyện viên này Hải Allen là hai này Dark là ba này thầy Bell là bốn này đấy, rồi một bạn huấn luyện viên bạn đẹp ở bên Heavy là năm và một vài bạn huấn luyện viên nho nhỏ nữa vài bạn huấn luyện viên khác nữa cả một cái nền esports free fire của chúng ta chưa được nổi 10 bạn huấn luyện viên chuyên nghiệp 10 bạn huấn luyện viên và và chúng ta nhiều người vẫn chỉ muốn kích drama để nói này nói kia thiếu đi cái sự tôn trọng trong khi những bạn ấy đang là những người uh, gọi là đóng góp vào cái nền esports free fire nhỏ bé này bản thân tôi tôi đã từng làm huấn luyện viên HQ Sport và tôi cũng bị thua xích chưa phải là không đấy bản thân tôi bị thua xích các bạn các bạn biết vụ các bạn biết ngày xưa Riaki huấn luyện viên bù nhìn không Bình à, huấn luyện viên bù nhìn à, huấn luyện viên bù nhìn à, tôi đây từ ngày xưa tôi còn chia sẻ hẳn cái ảnh mà bây giờ có một cái trang tin .vn nó vẫn lưu lại cái ảnh này đây mà cái này là cái ảnh đây nha có một ông tên là ông Ba Thế Đấy, hồi đấy là ông ý lấy ông ấy lưu lại một cái ảnh của bên đấu trường sinh tồn mà chính cái ảnh của bên đấu trường sinh tồn này bên, bên huyền bên huyền thoại sinh tồn này đăng lên là hoi đấy chôn đấy là heavy phú đại bảo là gao có một huyền, truyền thống lâu đời sở hữu một bị huấn luyện viên bù nhìn sao gao fuji bảo là thế là các bạn nhầm với hv sport rồi tức là đây là content của bên giải đấu làm và họ gọi tôi là huấn luyện viên bù nhìn luôn họ gọi tôi là huấn luyện viên bù nhìn luôn tại vì tại sao lúc đấy họ lại bảo tại sao lúc đấy nhá đấy là đội content đấy là đội làm content của bên Ayana mà tôi đang là huấn luyện viên HQ Sport lúc đấy luôn họ gọi tôi là huấn luyện viên Bùi Nhìn luôn thế là xong rồi hồi đấy tôi mới gọi điện lên bên China. tôi bảo là uh, anh uh, anh cũng chẳng xích mích gì với các em mà anh uh, cũng đang làm huấn luyện viên HQ Sport lúc đấy mà anh làm huấn luyện viên HQ Sport đấy cũng nghiêm túc anh không làm content bẩn anh cũng không chửi ai anh không ấy anh chỉ tập trung vào chuyện là hỗ trợ tư vấn các thứ cho các bạn các bạn HQ Sport các bạn thi đấu tốt hơn thôi đấy mà 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 các bạn lại làm cái ảnh anh ám chỉ huấn luyện viên HQ Sport lúc đấy hồi đấy là đấu trường sinh tồn mùa đông năm 2020 đầu 2021 để bảo anh là huấn luyện viên bù nhìn Đấy, và và chính vì là cái page bên huyền thoại sinh tồn này họ làm cái ảnh của luyện viên bù nhìn này nhá mà sau rất nhiều thằng anti fan nó vào nó chửi tôi là huấn luyện viên bù nhìn Đấy. thực sự là mình làm huấn luyện viên thì cũng áp lực các thứ xong rồi làm bù nhìn thế xong rồi thế xong rồi về sau ấy thì bên hq sport họ đi singapore để họ tham gia fifa world series đợt đấy đang là đợt dịch covid đấy và đợt đấy đang là đợt dịch thế nên là tôi không đi cùng team được vì về đi các bạn phải cách ly trước đó một tháng và sau đó một tháng lúc đấy tôi còn vợ con thứ ở nhà rồi tôi còn các thứ nên là tôi chỉ làm hỗ trợ các bạn online được thôi còn đội thì vẫn tự đi thi đấu đợt đấy là được top năm thế giới thì uh, thì thì bên uh, bên bên uh, thì lại lại có nhiều ông lại lên chửi hồi may hồi đấy tiktok còn chưa phát triển nhưng mà cũng lại có nhiều ông lên chửi ở thằng riyaki huấn luyện viên bù nhìn thế là tôi lại phải có một cái bài tôi uh, giải thích là là tại sao đợt đấy tôi không đi cùng team rồi tôi hỗ trợ team như thế nào đấy và 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 đấy thì sau này tôi không làm huấn luyện viên nữa sau này tôi không làm huấn luyện viên nữa vì tôi cảm thấy là uh, trình độ của mình nó không đủ đấy nhưng mà các bạn hiểu một điều là làm huấn luyện viên nó luôn là một cái điều nó vô cùng áp lực và khi các bạn làm huấn luyện viên áp lực như vậy thì cái chuyện mà chúng ta cùng làm với nhau một nghề cùng làm với nhau mà chúng ta pressing nhau ra nói chuyện không nên Thật ra thì tôi thì cũng chả phải có đủ tư cách gì để nói người khác là nên làm gì hay không nên làm gì đấy bởi vì cũng có rất nhiều bạn quan tâm đến cái drama này các bạn hỏi tôi là thích cuối cùng thì ai đúng ai sai đấy đác nói đúng hay là hải allen nói đúng ai đúng ai sai tôi cảm thấy là cái chuyện đúng sai nó cũng chả quan trọng nếu như có những sai phạm hay có những điều gì không ổn các bạn hoàn toàn có thể báo bên Ghana họ sẽ bí mật điều tra hoặc họ sẽ có những phương án như nào đấy để họ điều tra và nếu như mà có sai phạm thật thì họ sẽ tìm hiểu đấy là việc của Ghana bởi vì giải đấu của họ game của họ họ phải làm còn thật ra với câu chuyện giữa người với người với nhau tu xích để làm gì thật ra thì các bạn ấy vẫn đang là những người đang đóng góp cho cái FIFA eSports đấy. kiểu như kiểu như nhiều khi ấy, tôi cứ nghĩ là chẳng lẽ cộng đồng này lại không thích những cái mà nó mang tính chuyên môn Đấy, những cái phân tích mà mang tính chuyên môn, những cái phân tích mà mang tính gọi là đóng góp những cái mà liên quan đến chiến thuật, những cái in game Mà chẳng lẽ cái cộng đồng Free này của chúng ta nó, mọi người chỉ tìm kiếm drama Tức là mọi người bị nghiện drama, tức là lúc nào mọi người phải tìm kiếm một cái drama gì đó để chúng ta hit Để chúng ta gọi là được thỏa mãn cái việc là a à, trên mạng có thằng A, thằng B, thằng C nó bị chửi ra và khi mà nó bị chửi này thì mình cảm thấy rất là vui. đấy, Chẳng lẽ là cộng đồng chúng ta chỉ tìm kiếm cái đấy thôi đấy thì Rõ ràng là nếu chúng ta tìm kiếm cái gì thì những cộng đồng ở ngoài kia họ nhìn chúng ta cũng sẽ như vậy. Họ sẽ thấy là ớ, cái cộng đồng Free Fire này toàn chỉ tìm kiếm drama thôi, chả thấy hướng đến cái gì tốt đẹp. Sau giải đấu chả thấy bàn đến chiến thuật, chả thấy bàn đến uh, định hướng, chẳng thấy bàn đến tuyển thủ, chẳng thấy bàn đi chỉ toàn thấy là lên tìm drama để chửi nhau tô xích nhau thì nói chung là những thứ mà đang xảy ra với cộng đồng của chúng ta thì các bạn đều biết các kênh chat đấy kể ở kênh chat của kênh youtube chính của giải đấu đấy cũng toàn là những cái drama như vậy hy vọng mà chúng ta sửa được còn nếu mà trong trường hợp các bạn không sửa được thì cũng kệ thôi đấy chúng ta nhưng mà về cơ bản thì câu chuyện nó loanh quanh ra như vậy đấy nhưng mà tôi vẫn khẳng định một điều nhé là cái chuyện mà Gavi Sport Top 12 không phải vấn đề và họ hoàn toàn thể đứng lên từ cái thất bại đấy và thật ra cá nhân tôi không đánh giá đấy một thất bại tôi đánh giá đó là một sự không may và tôi nghĩ là Gavi e Sport chơi vẫn tốt và họ vẫn có thể quay trở lại được và hy vọng là kể cả những trường hợp của Dark và của Hải Allen thì những mùa sau những mùa giải đấu sau thì hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên cho các đội đấy và để giúp cho eSports của chúng ta càng ngày càng phát triển hơn đấy, đấy rất đơn giản đấy thôi nếu các bạn có thời gian thì làm thêm content ở trên mạng nữa để cho cộng đồng hiểu hơn về eSports Đấy, và khi mà cộng đồng có càng nhiều người hiểu về eSports hơn Thì chúng ta dần dần sẽ bớt tìm kiếm những cái drama hơn Đấy, Ok, đơn giản vậy thôi, vui vẻ hoan hỉ Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video talk show tâm sự mỏng này của tôi Đấy, Huấn luyện viên bù nhìn của HQ eSports trước đây Và <laughs> bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha Bye bye